Công ty cổ phần Taquanvina, thành phố Biên Hòa vừa có thông báo đến 36.000 lao động của công ty về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động từ ngày 15 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian tạm ngừng việc, tiền lương đối với lao động nằm trong khu cách ly phong tỏa sẽ được ban giám đốc công ty và công đoàn thảo luận, thống nhất và có thông báo đến với người lao động. Đối với người lao động tự nguyện ở lại công ty làm việc hoặc là đăng ký làm việc tại nhà, hưởng 100% lương căn bản và đầy đủ các phụ cấp khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Dona Standard Việt Nam, doanh nghiệp có đông công nhân nhất huyện Xuân Lộc cũng cho biết tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8. Đối với các nhân viên trực ban hoặc là lao động cần thiết thực hiện nhiệm vụ cấp bách được sắp xếp đi làm trên nguyên tắc tự nguyện. Cán bộ công nhân viên phải ngừng việc được hưởng tiền lương ngừng việc theo quy định khoảng 170.000 đồng một ngày một người.